Xin kính chào quý bà con nông dân, hiện tại công ty Việt Nam Nông nghiệp sạch đang hỗ trợ các bà con nông dân trồng nho trên cả nước trị bệnh rỉ sắt trên cây nho do nấm Canola gây ra để được hỗ trợ tốt hơn. Quý bà con nông dân vui lòng để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí.